Qua khỏi giao lộ này, tuyến đường trở nên hoàn toàn khác. Từ đường nhựa thành đường đất, mặt đường trơn trượt, đất đá lởm chởm, chỉ cách nhau vài mét. Không những thế, những ổ gà ổ voi như thế này cũng như một ma trận thách thức người qua lại. Đây là những hình ảnh ghi nhận ở khu vực đầu đường Phan Huy Chú ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, những ngày cuối tháng 10 năm 2024. Mặt đường trơn trượt, đất đá lởm chởm gây mất an toàn giao thông. Dự án xây dựng nâng cấp đường Phan Huy Chú là dự án trọng điểm của thành phố Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư là 307 tỷ đồng. Dự án do các nhà thầu liên danh Hoàng Nam, An Nguyên, Việt Long, Ngọc Minh trực tiếp thi công. Dự án được khởi công từ ngày 22 tháng 2 năm 2023 với thời hạn 540 ngày. Tức là tính đến cuối tháng 10 năm 2024, dự án này đã chậm tiến độ vài tháng. Người dân nơi đây rất khổ sở vì bùn đất bủa vây, tuyến đường này cũng có chợ và nhiều trường học, mật độ phương tiện lưu thông tại đây rất đông. Tại vị trí này, công trình đang thi công hệ thống ống nước nên các phương tiện chỉ di chuyển được một phần đường. Người dân tại đây cho biết mỗi khi trời đổ mưa, tuyến đường ngập trong nước. Đã có nhiều trường hợp người dân phương tiện lưu thông bị trượt ngã do sập ổ gà ổ voi. Tuyến đường cũng có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Trước tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Xuân là ông Nguyễn Đình Trung cho biết dự án đang vướng mắc mặt bằng của các hộ dân. Hiện nay tuyến đường Phan Huy Chú đã hoàn thành 1,4 km và đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Đình Trung cho biết thêm, chính quyền địa phương đang tích cực vận động người dân hợp tác bàn giao mặt bằng, hỗ trợ cho việc thi công và hoàn thành tuyến đường Phan Huy Chú. Theo đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hợp tác bàn giao mặt bằng để di dời hệ thống nước sinh hoạt lên vỉa hè. Phấn đấu trong năm 2024 phải hoàn thành thi công mặt đường, giải được lớp đá dăm để các hộ dân đi lại thuận lợi. Chạy quảng cáo, phát tán tin nhắn mạo danh ngân hàng, gọi điện trực tiếp theo những màn kịch lừa đảo. Và đặc biệt là thay đổi kịch bản lừa đảo liên tục để đối phó với việc cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền cảnh báo người dân. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo về một số phương thức thủ đoạn của tội phạm liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng. Do đó thì chúng tôi có ghi nhận một số kịch bản lừa đảo thường được sử dụng như mời nâng cấp thẻ tín dụng, vay tiền trực tuyến với thủ tục dễ dàng, lãi suất thấp, thông báo tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ, hướng dẫn cập nhật sinh trắc học, thông tin tài khoản. Sau đó đối tượng thao túng yêu cầu nạn nhân làm theo yêu cầu, cung cấp thông tin, đăng nhập mật khẩu và đặc biệt là mã OTP xác thực. Cụ thể, các đối tượng xấu tạo lập các trang web, ứng dụng, trang mạng xã hội, mạo danh tổ chức ngân hàng và các tổ chức tài chính, đơn vị trung gian thanh toán. Sau đó, họ tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức như đã nhắc đến ở đầu bản tin. Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết các đối tượng còn dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo trên điện thoại thông minh. Các ứng dụng này chứa mã độc và chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp thông tin, sau đó thực hiện việc chuyển tiền trực tiếp để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thượng tá Nguyễn Thăng Long đề nghị người dân cần chú ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng, tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn website không rõ nguồn gốc, chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ các nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại. Khi gặp những tình huống yêu cầu thực hiện các thao tác liên quan tài khoản ngân hàng hay cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản và yêu cầu chuyển khoản, thì phải hết sức cảnh giác, lưu ý, kiểm tra kỹ tất cả thông tin rồi mới giao dịch. Đối với thủ đoạn tạo hình ảnh giả mạo hóa đơn chuyển tiền, Công an TP.HCM nhận định đây là phương thức các đối tượng thường sử dụng kèm kịch bản mạo danh pháp nhân, cá nhân liên hệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đặt mua hàng hóa. Sau đó, kẻ xấu sử dụng hình ảnh giả mạo hóa đơn chuyển tiền thành công với số tiền lớn hơn số tiền mua hàng thực tế và đưa ra nhiều lý do để lý giải cho việc đã chuyển khoản nhưng chưa nhận được tiền vào tài khoản. Thậm chí họ chiếm đoạt số hàng đã mua hoặc thông báo việc chuyển dư tiền để nhờ nạn nhân mua giúp các loại hàng hóa ở các doanh nghiệp khác, kèm số điện thoại liên hệ nhưng thực chất là do các đối tượng đóng giả. Hàng hóa nhờ mua thì thường có giá tiền cao hơn rất nhiều so với giá trị thật niêm yết để kích thích ham muốn có lời khi người ta đi mua giúp nó cái hàng hóa này. Khi nạn nhân chuyển tiền thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt. Trước đó, vào tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM phát hiện và bắt giữ một đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh giả mạo hóa đơn chuyển tiền. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ các đối tượng đã bán hình ảnh giả mạo hóa đơn chuyển tiền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng có liên quan. Để chủ động ứng phó bão số 6, tên quốc tế là bão Trà My, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 110 của Thủ tướng Chính phủ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Các bộ gồm Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ngoại giao. Công điện nêu rõ, bão số 6 là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp. Hướng di chuyển, cấp độ gió có thể còn thay đổi do tác động của nhiều hình thái thời tiết trên biển. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra trên đất liền các khu vực Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vừa nêu chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa, lũ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật lại phương án ứng phó thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ. Trong đó tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo, tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển. Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Người đứng đầu các tỉnh thành căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền, rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, cửa sông ven biển. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, đê điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Tại khu vực các tỉnh miền núi, Thủ tướng yêu cầu rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố. Đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo, cập nhật thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống bão lũ theo nhiệm vụ. Thẩm quyền đã được phân công, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.